Rồi rồi, xong phim rồi mọi người ơi. Mọi chuyện mình đoán là sẽ có cái ngày này xảy ra rốt cuộc thì ngày này đã xảy ra và xảy ra quá là nhanh luôn. Thích chân Quang đã gọi thẳng mặt sư Minh Đệ là thằng ba trận và những người mà đi tung hô xá lại ông Minh Tuệ đó là những người ba trận những người Phật tử đó là những người ngu sững và ba trận chết mẹ rồi bây giờ đó là không phải sư Minh Tuệ chỉ có một người à, hai người ba người chống chọi lại thư minh tuệ mà bây giờ đó là có hàng chục người hàng trăm người rồi mọi người ơi tại vì đó với cái hình ảnh của sư minh tệ đó đã làm cho nhiều người đi theo tung hô vạn tuế thì á, là người ta có cái để người ta so sánh người ta so sánh giữa sư minh tệ là một người sư như thế nào và những người sư khác thì đó là à, dụ dỗ kiếm tiền và kiếm ăn ra làm sao cho nên á, là bây giờ đó là sư đã bị người ta ghét quá trời quá đất rồi nghe nè nghe thầy thích chân quan nói nè nha mọi người mà mình nghĩ đó là không biết đó là thầy có nên sân si như vậy không ta mình là một người thượng tọ rồi một người quá là đức cao trọng vọng rồi mà người ta thì đâu có làm gì ảnh hưởng tới mình tại sao mình phải lên mình chửi người ta làm cái thằng ba trợn như vậy mọi người thấy như thế nào mình thấy kỳ quá bây giờ mọi người cùng nghe nha hoặc là sao suy luận sai để rồi làm gì ngưỡng mộ một cái thằng ba trợn cũng là tà tư duy ví dụ như thấy một cái tay đó, nó mặc đồ rách nó ôm bác nó đi lang thang ồ oh, đây là thánh nhân cuộc đời của tôi đây là bậc thánh nó cũng tào lao ba trợn mà có biết có phải tay đó nó thiệt không hiểu coi nó tu cái gì nó nói cái gì nó học bao nhiêu kinh điển nhiếp tâm được chưa nó biết cái giới luật là gì không lời phật dạy nó học được bao nhiêu cái nó sửa được cái gì rồi chị thấy nó mặc áo rách nó ôm cái nồi cơm nó đi cái là đồ đây là bậc thánh cuộc đời của tôi nó cũng là ba trưởng nó cũng là tà tư duy nên là ta suy luận bậy nên những cái suy luận bậy sai cũng là tà tư duy mà tà tư duy rồi nó đánh vào phước của ta liền Đánh vỡ tâm hồn ta, làm cho ta mất phước à? Tà Tư Duy nghe mọi người, ông nói đó <laughs> Người mà giống như ông Minh Tệ Mà mọi người lại tung hô là Bậc Thánh Nhân Đó đó là Tà Tư Duy, là một thằng ba trận Và những người mà theo thầy Minh Tệ cũng là thằng Ba trận Vậy là hổng gài đó mọi người Tung hô ai mà đi theo Mà tung hô thầy Minh Tệ đó Là tất cả mọi người đều là ba trận hết trơn đó nghe mọi người Ủa mà sao kỳ vậy ta Tôi thấy cái chuyện này tôi thấy hơi lạ lạ nè Tại sao sư Minh Tệ lại nói là, là Đi tu kiểu như vậy đó Là một à, cái cách mà tu theo à, Phật Thích Ca Mâu Ni Vậy ngày xưa đó, thật sự thì Phật Thích Ca Ni có đi như vậy không, có khất thực như vậy không, có mặc đồ như vậy không và có ăn chùa ngủ đình như vậy không, ừ, rồi có ăn một ngày một lần như vậy không, rồi không được lấy tiền rồi kia như vậy không, thật sự có giống như vậy hay không? Tại vì mình không có biết về Phật Pháp nhiều Cho nên là mình không có biết Nhưng mà mọi người thì ở đây nói đó là Ông tu theo cái dạng là Phật Thích Ca Mâu Ni Mà nếu như hồi xưa Phật Thích Ca Mâu Ni có đi thật như vậy Thì thầy mà chân quang nói nó là một cái thằng ba trận thì vậy thì thầy chân quang cũng nói là phật thích ca mâu ni ngày xưa cũng là một thằng ba trận rồi tại vì ông này ông nói ông theo à, Phật thích ca à, hồi xưa à, như vậy thì bây giờ ông làm như vậy vậy rồi cái ông này thì nói là ông kia ba trận vậy thì Phật à, thích ca Ni ngày xưa cũng ba trận như vậy hay sao ta ôi trời ơi tôi thấy quá trời quá đất rồi mọi người ơi bây giờ không còn là một cái chuyện bình thường nữa rồi Thầy chân à, quan đó lẽ ra đó ông không nên nói làm gì đúng không các anh chị tại vì đó cái ông minh tuệ này ông đi tu như vậy đã sáu bảy năm rồi sao không ai nói hồi trước tới giờ tại sao ông không nói mà bây giờ ông lại nói đúng không mọi người vì bây giờ đó là quá nhiều người đi theo ông này rồi cái bắt đầu người ta so sánh với những gì mà à, ông thích chân quan hay là ông thích nhật từ hay nói là À, thích chút thái minh rồi ông thích uh, cái gì, gì gì đó ông thích uh, mà hiến kế đầu đệ kia đó nói cho nên là uh, những cái lời nói của những cái ông mà thượng tọa này đó là bây giờ người ta cảm thấy là um, thất vọng cảm thấy đó là những người này uh, truyền đạo một cách đó là không có có đúng sự thật và nói tầm bậy tầm bạ cũng như là dụ dỗ và lường gạt để mà ăn tiền của Phật tử quá nhiều. Cho nên đó là lý do tại sao mà người ta mới nghiêng về thích minh tuệ đến như vậy. Rồi bây giờ lý do tại sao mà những người này đã tu mà tu chân chính mà tu đến một cái 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 chức sắc mà nó cao lớn đến như vậy rồi mà tại sao họ vẫn còn sân si đến như vậy thì thật ra đó những người tu đó người ta nói là không có sân si thì tôi thấy không có đúng rồi mọi người tôi thấy những người tu đó người ta càng sân si nhiều hơn người ta càng là xảo quyệt nhiều hơn đúng không mọi người nghe cái 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 người này nói nè rồi cái mình mới thấy được đó là những người tu thật sự không có phải là những người mà buông bỏ cũng như đó là không sân si mà họ còn tranh giành họ còn 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 ăn còn hơn những người thường nữa nghe cái cô này nói cái bắt đầu đó hả mình cảm thấy là chí lý nghe ngang mọi người thấy cái chùa chiền chỉnh sửa rất nhiều nhưng mà có phải là xuất gia không không còn hơn đời thì thôi nói là thôi hơi, hơi sợ nhưng mà sự thật nó là như vậy xuất gia thì phải không tiền không bạc không chùa không chiền đơn giản sống cuộc sống thật là đơn giản khi vậy nhận để thì giờ mà tu tập đằng này chùa to cột lớn rồi tiền bạc nhốt hết rồi sơn tớ, sửa soạn mấy chục tường lòng ông phật di đà phật thích ca phật quan âm gì ông nấu nếp bư đồ sổ có tỷ tỷ không mà trong lo lúc đó người phật tử người dân nghèo chết luôn đầu tắt mặt tối đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có mạng thì chúng ta thấy là đi ngược người phật thích ca còn tại thấy có thời cái gì đâu sư này ý. nói quá trời hay luôn phải không các chị à, thấy thời phật ca còn sống đâu có chùa chiền cũng đâu có thờ phụng ai đâu bây giờ đó thì tượng nào cũng là một tỷ một tỷ còn cái chùa nào thì một trăm tỷ tiền ở đâu ra tiền của bá tánh không chứ tiền ở đâu ra mà đó là sư nói đó là thấy có chùa chiền lớn gì đó nhưng mà thật sự có tu đâu à, sân si còn hơn người thường nha dành ăn còn hơn người thường đó thì đó là sư nói quá trời đúng luôn phải không các anh chị bây giờ nè mình nói cho mọi người nghe nè ông minh tạng đó thật sự đó ổng không có làm gì ai hết trơn ổng đi bộ như vậy ổng nguyện ổng đi như vậy đó thì ổng tu theo cái kiểu gì thì mình cũng không có biết và ổng sẽ được thành chính quả hay không thì mình cũng không có biết nhưng mà bây giờ đó là Tại sao hồi trước tới giờ, 4, 5, 5, 5, 6 năm rồi, người ta vẫn thấy ông đi trên đường giống như vậy. Mà tại sao không có ai dừng lại để đưa cho ông xin chai nước cũng không có ai dừng lại để đưa cho ổng một gói xôi ổng phải tự đi ăn xin tự xin đôi lúc người ta còn không cho người ta còn đánh ổng nữa đó nhưng mà bây giờ tự nhiên mắc chứng ngôn gì mà người dân lại ùng ùng kéo theo ổng rồi lại lục rồi khóc lóc rồi 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 rồi, 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 rồi tung hô ổng đến như vậy thì có một số người đã nói đó là tại vì đó à, ổng giống như là một cái gì đó mà ừ, trên trời ấy, người ta cho ổng hiện thân xuống à, và bây giờ là một cái thời điểm là bồ tát nhập vào người ổng để cho đó là ổng có thể mà à, cứu dân độ thế rồi ổng à, giảng dạy những cái kinh phật rồi này kia để cho nhiều người cùng à, hiền hậu cùng à, sống tốt hơn đó đó là những cái lời mà à, bình luận của những người mà coi cái clip của bà tám kali nhưng mà đối với mình thì mình không nghĩ đến như vậy mình chỉ nghĩ đơn giản đơn sơ lý do tại sao 5 năm trời không ai quan tâm tới thầy minh tuệ kể cả ông đi xin người ta còn không cho, người ta còn đánh đuổi nữa. Mà bây giờ tại sao người ta quỳ lại đến như vậy, khóc lóc ngưỡng mộ đến như vậy, kéo theo từng đoàn từng đoàn để đi theo ông đến như vậy? Đó những người đó không phải là những người ba trận, giống như thầy thích chân quang nói và ông minh đệ ông cũng không phải là thằng ba trận giống như ông thích chân quang nói, mà là tại vì người ta cảm thấy đó là người ta có cái để so sánh nha những cái người này thì chùa cao tượng lớn nhưng mà toàn là dụ dỗ phật tử cúng dường để có cái để mà mà giàu có cho chính bản thân mình đó còn ông minh tuệ đó thì ổng không biết là ổng tu đúng tu sai mình không biết nha nhưng mà ổng lại là một người trơn chất thật thà và ổng cũng nói cho mình biết được là nên làm cái gì tốt nên làm cái gì xấu đó là tốt rồi đúng không đó nhưng mà tại vì những cái người mà chùa cao tượng lớn đó thì có rất là nhiều thứ mất trong thời gian này thứ nhất là mất uy tín thứ hai là mất tiền cúng dường thứ ba là mất lòng tin của người dân cho nên nó là có quá là nhiều cái thứ mất vậy thì sao vậy thì phải tức tối chứ phải lên phải chửi nó cho được chứ. Một cái thằng ôm cái nồi cơm điện mà đi vòng vòng mặc bộ đồ rách như vậy. Mà mọi người lại khùng điên ba trợn, à, tung hô nó. Nó là một thằng ba trợn, nó tu được cái gì? Đó, thấy không? Mà thầy này à, lại kêu cái ông thầy kia là thằng. Như vậy thì mọi người thấy có xứng đáng không? theo các anh chị nghĩ thì à, thầy thích chân quan kêu thầy thích minh tệ là một thằng ba chợn như vậy thì có xứng đáng không? tôi nói với mọi người đó là rất nhiều người vào kênh mình và kêu thầy minh tệ là bằng thằng không à? mà khi tôi nói đó thì mấy người nói đó là mày câu like câu view à, mày à, kêu người ta bằng thằng à, này kia kia nọ nó không có tôi không có kêu thầy bằng thằng người khác kêu thầy bằng thằng đó bằng chứng ngày hôm nay cũng vậy đó thầy thích trong quan kêu thầy này bằng thằng thấy không thằng ba trợn luôn kêu thẳng mặt thằng minh Đệ luôn nè chứ không nói gì hết trơn á nghe lại nha mọi người Làm sao suy luận sai để rồi làm gì ngưỡng mộ một cái thằng ba trợn cũng là tà tư duy ví dụ như thấy một cái tay đó. nó mặc đồ rất nó ôm bác nó đi lang thang Ồ oh, đây là thánh nhân cuộc đời của tôi Đây là bậc thánh nó cũng tào lao bạch trợn Mà có biết có phải tay nó nói thiệt không hiểu không? Nó tu cái gì, nó nói cái gì, nó học bao nhiêu kinh điển Nhếp tâm được chưa, nó biết cái giới luật là gì không Lời Phật dạy học được bao nhiêu cái Sửa được cái gì rồi Chỉ thấy nó mặc áo rách nó ôm cái nồi cơm nó đi cái là đồ oh, đây là bậc thánh cuộc đời của tôi Nó cũng là bạch trợn, nó cũng là tà tư duy Nên là ta suy luận bậy Nên những cái suy luận bậy Sai cũng là tà tư duy Mà tà tư duy rồi nó đánh vào phước của ta liền đánh vỡ tâm hồn ta, làm cho ta mất phước. À? Thấy không mọi người, tà tư duy luôn, rồi đó là ông hù dọa người ta đó là mất phước luôn, đánh vỡ tâm hồn và mất phước luôn, chết luôn rồi mọi người ơi thiệt chứ. Bây giờ là ông giảng một cái gì đó, ông cũng đó là chàng vô một câu là mất phước hết chân mọi người. Giờ tính làm sao đây? Mà mình thấy đó là thầy này à, biết sao ta nói làm sao ta? Uhm, vậy là vẫn còn sân si quá phải không các anh chị ông Minh Tệ ông có làm gì đâu mà uh, bây giờ kêu ổng là thằng ba trận luôn vậy rồi những người nè bây giờ những người ở miền bắc nè miền trung nè đang đó là rầm rộ kéo theo sư Minh Tệ đó thì đó là, ông nói đó, đó là một cái cái lỗi mà tư duy không đúng cách thì đó là cũng gọi là tà tà cái gì đấy quên mất nãy không nói gì quên mất rồi Ở đó cũng là những người bà trận luôn đó cho nên đó là ai mà đi theo sư Minh Tệ mấy ngày hôm nay đó hãy lên đây nghe thầy Trân Quang nói đó, mọi người là, là 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 những người bà trận hết đó nha ai thích nghe thì nghe nha không phải tôi nha nhưng mà nói tóm lại đó là thầy chích Trân Quang như vậy vẫn còn quá là sân si phải không các anh chị à, chắc có lẽ là vừa thấy ghét và vừa thấy là người ta tung hô ông này quá mà không có tung hô mình hay là đó là thấy đó là tại sao mà tự nhiên sao mà nó nổi tiếng hơn mình trong khi mình bị người ta chửi quá trời mà cái 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 người này thì lại tự nhiên cái trong trong vòng có một tháng mà nổi tiếng lên như cái cồn vậy đó là mình cũng tức chứ đúng không mọi người mà tu mà còn tức là vẫn còn sân si là cũng chưa có thoát được cái 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 ý nghĩ của người trần tục thì chắc có lẽ là cũng không có phước lắm đâu thầy ơi thầy gũa người ta mất phước nhưng mà mình thấy như vậy có thể thầy cũng là là người bị mất phước đó thầy đúng không đúng không các anh chị bởi vì tôi nói mọi người nghe thế này nè khuyên mọi người đi ai mà ở bên việt nam đó hay hoặc là những anh bạn mà youtuber đó cố gắng khuyên mọi người đừng có lại thầy nữa và cũng đừng có đi theo thầy nữa hãy để cho thầy yên thầy đi là mà, mà, mà lang thang cái chuyện rồi đó giờ thầy đi làm sao cứ để ông đi y ơi cha như vậy đi những mấy ông thầy kia đó ít đi theo ổng nó thì, thì thì đi còn những người dân nó đừng đi theo nữa gặp ổng đảnh lễ thôi đảnh lễ giống như là không phải là quỳ đâu giống như là à, xá xá a di đà phật gái rồi thôi chứ càng quỳ lại ổng càng tung hô ổng là ổng sẽ bị là rất là tai họa sau này tại vì bây giờ đó là không phải một người nói nữa mà bây giờ là mấy ông chức sắc nào này kia là lên nói và chửi thẳng mặt luôn rồi mà kêu cái thằng ba trợn này kia luôn rồi thì đó là nếu như mà những người chức cao trọng vọng đó mà đồng lọt mà tại vì họ mất miếng ăn mà cho nên họ đồng loạt đó họ báo lên với giáo hội Phật giáo đó rồi người ta kiếm chuyện người ta bắt bớ này kia nữa phạt dạ mệt lắm luôn á cho nên mọi người ơi bây giờ đó đừng có đi theo thầy nữa là cái thứ nhất rồi đừng có quỳ lại nữa không có tốt đâu nhớ đó mình mình không biết phải nói như thế nào nhưng mà mình mình nhờ tất cả mọi người á hả nếu như mà có nghe clip của mình nè đừng quỳ lại ổng nữa đừng tung hô ổng quá trời không có tốt đâu ổng sẽ gặp nguy đó mọi người hiểu không tại mấy ông này đó nói gì chứ là mấy ổng có chức quyền lớn lắm đó không phải đơn giản đâu không phải chỉ là một người thầy tu đâu mà là còn có một cái gì đó nữa 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 mình không dám nói nhưng mà là không có tốt cho thầy đâu nó thẳng gì luôn đó bây giờ là một ông lên chửi thẳng mặt rồi hai ông lên chửi thẳng mặt rồi mười mốt cả bốn năm ông họ hợp lực nhau họ chửi tại vì họ phải chống lại thôi tại vì mất cái miếng ăn mà mất cái miếng cơm của họ mà cho nên đó là họ hợp lực nhau họ chửi thì hả à, thầy minh tệ cũng không có sống yên đâu mọi người nhớ đó anh chị cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi clip của mình. Nếu như anh chị nào ở Mỹ thì ủng hộ anh chị nha. Anh chị làm loan cho mượn tiền mua nhà ở Mỹ trên rất nhiều tiểu bang khác nhau. Đặc biệt là mình có những cái chương trình loan không cần chứng minh giấy khai thuế. Ngân hàng của anh chị nhận hồ sơ cho vay tiền mua nhà trên rất nhiều tiểu bang khác nhau. Có rất nhiều chương trình loan không cần chứng minh giấy khai thuế cho việc mua nhà hoặc là lấy tiền ra từ căn nhà của mình. Nếu như các em vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng muốn mua căn nhà thì ngân hàng của anh chị chỉ cần các em có một tháng có công an việc làm là có thể mua được nhà rồi. Nếu như anh chị muốn biết thêm chi tiết về việc làm loan, vì phải nên mua nhà hoặc bán nhà, hãy gọi cho anh chị ở số 626-236-2462, 626-236-2462.